Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ cập nhật giá của Bitcoin cho bạn những giờ và ngày tới đây. Giá Bitcoin ngay bây giờ là 16.820 mấy, 50 mấy, nhảy lên nhảy xuống. Nhưng những cái ngày vừa qua, và trước đây mình đã làm video và nói về con số đó rồi, là 16.800 là con số rất là quan trọng. Nó định hướng ngắn hạn nha, cái trend mình sẽ đi lên hoặc đi xuống. Và nó cứ mấy ngày vừa rồi thì nó cứ đi lên chút xíu rồi nó cũng đi xuống lại, cỡ 16.800 mấy, đi xuống chút xíu rồi cũng đi lên lại, cũng 16.800 mấy. Ok, thì là 16.800. Ngay bây giờ nha, thực sự là mình không biết cái trend nó sẽ đi đâu, nhưng có những cái mốc bạn nên quan tâm. Nếu nó chạm được những cái mốc này thì mình biết nó đi xuống hoặc đi lên. Cái con số đi lên ngay bây giờ có nghĩa là để xác nhận là cái trend nó có thể đi lên được chút xíu, cái short rally này nó có thể đi lên được chút xíu, là 17.300 là con số bạn muốn nó đụng được nha, để cái gọi là cái nhảy nhót ngắn hạn này đi lên được chút xíu nha, để bạn cho những cái người mà gọi là nhảy vô nhảy ra thì cái thông tin này nó quan trọng cho những người đó. Những cái người mà đầu tư dài hạn DCA thì cái thông tin này không có quan trọng cho họ. Ok, là 17.300. Ok, bạn muốn nó tới đó để mình biết là nó có thể có cái đà lên tới được 18.300 mấy, ngày 19, ngày 20 ngày. Ok, và cái đó nó vẫn ở trên bàn ngay bây giờ. Ok, nếu nó đi xuống, ok, thì mình muốn, ok, nó sẽ chạm 16.650 hoặc 16.400. Và 16.400 mà là cái chỗ trống lưng cuối cùng của nó để nó có thể đi lên tia thêm, thì cái đó là cái mong ước của những người nhảy vô nhảy ra, 16.400. Nhưng mà nếu 16.400 giữ không được thì nó sẽ đi một cái vèo xuống cỡ 14.000, ok, 10.000, 50.500 thì có trên bàn. Hai con số bạn nên quan tâm ngay bây giờ, ok, là 16.400. Nếu nó xuống dưới đó mà nó không dỡ chống được á thì nó còn đi cái vèo xuống. Hoặc ok, nếu mà lên nó phá vỡ được 17.300 là cái trend có thể đi, cái gọi là cái short rally, cái ngắn hạn bay lên, nó có thể bay thêm chút xíu nữa. Thì đó là thông tin mình muốn trao cho bạn trong ngày hôm nay. Ok, buổi sáng hôm nay chứ chiều mình làm cho bạn thêm một cái video nữa. Ok, chào.